Wow, trở lại một chương trình của bản tin nhắn. Là một chương trình muốn tiếp tục sự chấn động và chấn động của ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Khi thật sự một đại tướng, một giáo sư của trường đại học West Point, trường quân đội nổi tiếng nhất nước Mỹ của chúng ta, đang mở một cuộc điều tra trong bốn tối đi săn lùng gì bịt mình những người tố giác quân đội về những cái dòng tweet ác ý. Kinh khủng quý vị. Một vị tướng ba sao của quân đội là một phó giáo sư của trường West Point đã sử dụng cái nguồn lực của chính phủ trong một cuộc điều tra không chính thức để truy lùng, trừng phạt những người tố giác đang tại ngũ ẩn danh để chỉ trích các nhà lãnh đạo quân đội và chính quyền của Biden trên mạng xã hội theo các email và tin nhắn riêng thu được từ chương trình của Breitbart News. Tư lệnh huấn luyện và học thuyết quân đội, phó tư lệnh trung tướng Maria Gervais và thiếu tá lục quân Jessica Dawson cũng là một nhà khoa học nghiên cứu chiến lược thông tin của Viện mạng quân đội đã sử dụng nhiều cái quyền hạn chính thức của họ và truy cập về các nguồn lực của chính phủ để theo dõi các người tố giác, làm cho anh ta được xác định công khai và bị trừng phạt cái chuỗi mệnh lệnh của anh ta. Mặc dù thiếu những bằng chứng, họ liên tục tố cáo những người tố giác là phản gián, mối đe dọa nội gián, trong cái nỗ lực dường như kích hoạt hành động của phòng điều tra tội phạm của quân đội CID, một cơ quan thực thi pháp luật liên bang độc lập với cái quyền hạn mở rộng được thiết kế để điều tra tội phạm nghiêm trọng. Pat Weaver, một luật sư bào chữa dân sự và quân sự dự bị của Hải quân, cho biết trong một cuộc điều tra của CID đã yêu cầu giả định hoặc chỉ định một cái mối đe dọa nghiêm trọng mà gọi hai cái nhân vật này là bịa đặt, cáo buộc thực hiện cái quyền tự do ngôn luận là sai trái. Những hành động bị cáo buộc của ông ta không mức độ nghiêm trọng hay là bất kỳ tội ác nào, có nghĩa rằng là tướng ba sao cộng với là trung tá của cái quân đội về West Point sử dụng cái quyền lực của họ, sử dụng cái nguồn lực của chính phủ từ người dân đóng thuế để đi theo dõi, để đe dọa những cái nhân chứng mà chống lại Woke, gọi là Woke, là quân đội trước tỉnh. Trời đất ơi, kinh khủng quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những cái bản tin này trong tương lai. Nhưng mà trên thực tế là cái người tố giác ẩn danh, và cái luật pháp của chúng ta là bảo vệ những người tố giác, nhưng mà trên thực tế thì gần như họ đã sử dụng tất cả mọi thứ để làm gì? Để điều tra những cái nhân vật và triệt tiêu những người tố giác từ quân đội của Mỹ. Đó là quân đội dưới thời của ông Biden. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.